Tiểu sử diễn viên Đỗ Hải Yến, từ cô gái vô danh, ngọc nữ làm khuynh đảo màn ảnh Việt. Đỗ Thị Hải Yến sinh năm 1982 tại Bắc Ninh. Cô tốt nghiệp trường múa Việt Nam sau 7 năm theo học. Cô sinh ra trong gia đình nghệ thuật hát quan họ tại Bắc Ninh, nhưng Đỗ Hải Yến lại dành hết tình yêu cho bộ môn múa ba lê. Trước khi theo nghiệp diễn xuất, cô đã có nhiều năm rèn luyện tại trường múa Việt Nam. Có lẽ nhờ những kinh nghiệm trong thời gian học nhảy đã giúp cô có được những thần thái biểu cảm và diễn xuất linh hoạt khi cô chuyển sang lĩnh vực điện ảnh. Đỗ Thị Hải Yến, gương mặt minh tinh sáng giá của màn ảnh Việt. Năm 2001, người đẹp được công chúng biết đến rộng rãi khi vượt qua hơn 2.000 ứng cử viên, trở thành diễn viên chính trong Người Mỹ Trầm Lặng của đạo diễn Philip Noyce. Nữ diễn viên gây ấn tượng với khuôn mặt trái xoan, nét thanh tao, cổ điển của phụ nữ Á Đông. Trước đó, người đẹp bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 1999 với vai nhỏ trong Mùa Hè Chiều Thẳng Đứng của đạo diễn Trần Anh Hùng, nhưng không được chú ý. Năm 2000, cô cũng xuất hiện trong Vũ Khúc Con Cò của đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình và Jonathan Phu. Diễn viên điện ảnh Đỗ Thị Hải Yến chỉ đóng vỏn vẹn 7 phim điện ảnh, nhưng cô là nữ diễn viên Việt Nam hiếm hoi có thể khẳng định bản thân mình với thế giới. Cô xứng đáng được tôn vinh là gương mặt minh tinh sáng giá nhất trong thế hệ của mình. Từ một cô gái vô danh, đột ngột trở thành tâm điểm của báo chí khi được chọn vào vai chính trong bộ phim Hollywood cùng diễn chung với những tài tử hàng đầu thế giới. Diễn viên kỳ cựu Michael Caine và chàng trai Brendan Fraser đang nổi lúc ấy trong loạt phim The Mummy. Tuy cô xuất thân từ bộ môn múa, lĩnh vực đã cung cấp cho điện ảnh Việt nhiều gương mặt vừa xinh đẹp vừa có tài như chị em Lê Vân, Lê Vi, Mỹ Duyên, Hồng Ánh, v.v. Cô gái Bắc Ninh đã xa nhà từ khi còn nhỏ để lên Hà Nội theo học một ngành đòi hỏi sự khổ luyện. Và những năm tháng ấy đã giúp ích cho cô rất nhiều, dù không theo nghề ngày nào. Chính xác là ra trường, chưa kịp theo nghề thì đã bị điện ảnh bắt cóc. Một thất bại khác ít được biết đến hơn là việc nghệ sĩ Đỗ Thị Hải Yến trượt casting cho vai chính trong bộ phim Hồi ức một gây xa, đạo diễn Rob Marshall. Bom tấn Hollywood làm về châu Á năm 2005. Thất bại dễ hiểu bởi bộ phim thương mại này chọn Trương Tử Di, Cùng Lợi và Dương Tử Quỳnh để nhắm tới thị trường hoa ngữ tỷ dân. Nhưng Hải Yến không phải tiếc lâu khi bộ phim đóng chính thứ hai tiếp tục là một mốc son trong sự nghiệp. Chuyện của Pao do chồng cô đạo diễn, phim thắng